Xin chào anh em nha, chào mừng anh đã quay lại kênh của mình nha. Số thẻ đặt hàng bên mình xin nhắc lại là 0355 356 356 có trong cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Những họ tên địa chỉ cùng với mã số thẻ cào nha. Hàng bán ra thì mình có ship code toàn quốc ha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Ship thì mình không có bao nha, đa số mình không bao ship. Anh em nào mà tin tưởng chuyển khoản thẳng đã mua nhiều lần rồi á thì mình bao ship luôn. Còn anh em cặp tiền thì chịu phí ship cho mình nha, khoảng 50.000 đổ lại ha. Thì máy mình sẽ bao test cho anh em 1 tuần, nếu anh em khi anh em nhận được máy cứ test thoải mái ha, lỡ lỗi thì mình đổi trả cho anh em đàng hoàng luôn nha. Không dài dòng nữa thì xin giới thiệu máy anh em hôm nay luôn nha. Con máy đầu tiên hôm nay là mình có một con A750 này nè, Samsung ha. A750 có màu đen nha, còn này có đen, nhìn con đẹp anh em. Màn kính không xước nha, màn kính đẹp nha. A750 màn hình 6 inch, RAM 464, pin 3300, máy full chức năng, màn bị bầm toàn trên, xài chống cháy rất là ok, hiển thị sắc nét nha, màn riêng vỏ riêng, máy nguyên riêng nha, bầm toàn trên ha. Anh em xài chữa cháy, anh em nào thích thì liên hệ với mình nha. Còn thấy rất là ok luôn, không vấn đề hết ha. Xài chống cháy ha. RAM 464 nha anh em, nó dùng cấu hình mạnh nha. Còn này là A750, chức năng ok. Wi-Fi các kiểu. A7 giá 900k nè, 900k nha. A750 giá 900k. Máy thì mình đã giới thiệu cho anh em rồi nha, full chức năng nha, không lỗi nha, chỉ mà nó bị bầm toàn trên. Mình sẽ giới thiệu trước rồi. Giá 900, anh em nào cần chữa cháy thì alo nha, một cây duy nhất. Tiếp theo là một cây Wheeler nè, Wheeler mà 5,5 ha. RAM 1 bộ nhớ 8, pin 2700, máy đẹp, lưng kính rất là ok, chức năng full, màn hiển thị sắc nét ha. Wheeler màn hình 5,5, full chức năng, giá 590k, 590k kèm sạc dán kính nha anh em nha. Tiếp theo là có Oppo A83 màu đỏ nha nè, Oppo A83 RAM 464 nè, màn hình 5,7 nha, pin 3180, máy đẹp riêng nha, keo xà beng luôn, màn sáng đẹp. Anh em xem kỹ clip trước khi đặt hàng nha anh em, máy thì mình đã quay kỹ trong clip rồi. A83 5464 này, máy đẹp nha, ngoại hình rất là ok. Con này đã đi anh em giá 1.800.000 nha, 1.800.000 nha anh em. Một con A750 riêng, con này thì A750 riêng nè, màu xanh nha anh em. Con này nắp sao thay mới nha, màn riêng có lông mèo nhẹ ha, lông mèo nhẹ. Đó, máy full chức năng, kính 1-2 đường xước thì nhẹ. A750 mấy này thì hoàn toàn là chức năng ok, màn đẹp riêng, thay nắp sau cho anh em rồi, mới ha. Màn hình 6 inch nha anh em, RAM 464, pin 3300, con này thì để đây là 2.300.000 nha, 2.300.000, máy cực đẹp ha, xước nhẹ kính thôi. Realme C2, con này còn Realme C2 thay vỏ đẹp kèm, màn hình 6 inch 1, RAM 216, pin 4000. Đó. 216 pin 4000, màn đẹp nha, không có xước nha, đại giá cơ lực cho anh em rồi, chức năng full. Đó, hiển thị sắc nét nha. Realme C2, con này để em giá 1.550, 1.550 nha anh em, máy đẹp keng nha, máy keng xà beng luôn, 1.550. Tiếp theo là anh em là iPhone 5 SE nha, máy quốc tế anh em, 5 SE máy quốc tế nguyên riêng, đẹp 98 trở lên nha, hơn 98 luôn, chức năng ok. pin này, pin 88 này. Máy sạch ha, anh em đang nhập tài khoản vô xài nha, không ai lao nha, cho anh em reset thoải mái. Bạn quốc tế ha, chỉ việc bỏ sim vô là xài, vân tay vân chân đầy đủ, máy nguyên zin. Đây, vân tay cho anh em luôn này. Con này để anh em giá 1950 nha, 1950 32GB nha nè, 1950 bản 32GB. Tiếp theo là con Ri7 Rim anh em, Ri7 Rim màu đen, vỏ thay mới keng, màn hình 5,5 inch nha anh em, RAM 332, pin con này là 3.300, máy đẹp, kính đẹp, lưng đẹp. Pin này đang yếu, tí mình sạc pin à, pin gần hết rồi. Chức năng full, bỏ sim là xài nha nè. Con này để em giá 1,6 triệu nha, 1,6 triệu nha anh em, máy rất là đẹp nha, kèm sạc gian kính cho anh em luôn. Tiếp theo clip là một con Oppo Neo 7 nè, mình còn có Oppo Neo 7 nè. Con này thì màn hình 5 inch thôi, RAM 216, pin 2.4. Máy thì lưng vỏ còn đẹp nha. Sườn thay mới, con này sườn thay mới anh em. Màn sáng đẹp, cực đẹp luôn. Chức năng thì full. Ok, còn Neo 7 này để anh em giá 850 nha, 850 nha nè, máy thay nhiều mới nha. Tiếp theo là con Ri7 cộng anh em, Ri7 cộng màn thay mới keng, vỏ ring, có xước sát thêm 5 tháng nha. Vỏ này thì có xước sát thêm 5 tháng sử dụng rồi. Ri7 Lux, RAM 432, màn hình 5,5 inch, pin 3000. Đó, màn cực nét luôn. Hiện thị rất sắc nét nha. Ri7 Lux RAM 432, giá 1,7 triệu anh em. Con 1,7 triệu nha. Tiếp theo là con Ri7 Rim màu gold nữa, con này nguyên zin nha, vỏ sau xước sát thêm 5 tháng sử dụng nha. Con xước sát anh em. RAM 332, màn hình 5,5 inch, pin con này là 3.300. Con này sườn vỏ có xước. Còn máy thì hiển thị cực sắc nét luôn, màn ring vỏ ring. Con gold này để anh em giá 1,550. 1,550 nha nè, mấy con xuất sắc lên 5 tháng nha, 1,550, sạc kèm đầy đủ ha. Tiếp theo là con Samsung A600 màu xám ha nè, bản hàng ha, con này vỏ nhìn còn rất là đẹp, xuất sắc không đáng kê nha, màn hình 5,6 anh em, RAM 332, pin 3000, máy nguyên zin, nhìn rất là nét. Đó, bản hàng 1 sim nha anh em, kèm sạc dán kính trước khi gửi máy nha. Con này để em giá 1,750, 1,750, máy riêng nguyên luôn, con này máy riêng luôn, anh em nào thích máy riêng thì alo nha. Còn một con mới xám thôi. Tiếp theo là con Oppo F1s, con này vỏ thay keng xà beng luôn, màn hình 5,5 inch nha anh em, RAM 332, pin 3075, kính đại dán cơ lực cho anh em rồi, anh em mua thì kèm sạc anh em nữa là xong ha. Chức năng hoạt động ok luôn. F1s RAM 332 nguyên, vỏ màng đẹp keng. Con này để em giá 1,490, 1,490 nha, kèm sạc dán cơ lực. Tiếp theo cho anh em là một con Ri 320, mình còn con Ri 320 này, máy riêng nè, lưng sườn xước sắt theo 5 tháng nha, chưa thay thế hết anh nè. Màn hình con này là 5 inch nha, RAM 1,5 inch, bộ nhớ 8, pin 2.600 nha, Ri 320, kính đại dán cơ lực cho anh em rồi. Có còn pin không? À, còn nha, màn ring. Nó ám nhẹ cái đoạn dưới đó nha nè, máy này có ám ha, màn ring thì AMOLED thì anh em xác định rồi, nhưng mà xài ok. Đó, ám đoạn dưới đang tí thôi, không đáng kể ha. Chức năng thì full, máy cực rẻ, để anh em giá 890k, 890k, Ri 320, máy riêng, con xài cũng rất là ok luôn, mượt. Tiếp theo là con A710 Samsung, A70 anh em, máy zin nguyên, xước sát lưng không đáng kể nha, có kèm một lưng nha anh em luôn. Màn hình 6,7 nha anh em, RAM 6,128, pin 4.500. Màn zin nguyên, máy zin, sáng đẹp nha. A70 anh em, Samsung, RAM 628, xài rất là chuẩn luôn. Đó, màn sáng đẹp, nguyên zin. Con này để em giá 3.8 triệu nha, 3.8 triệu kèm sạc dán cực cho anh em luôn. Tiếp theo là mình còn có Huawei nè, Huawei full box, hàng thật lý nha anh em. Huawei màn hình 7 inch, RAM 2 nha anh em, con này RAM 216 nha, xài rất là ok nha, lướt web YouTube các kiểu là đều ok luôn. Mấy full box hàng thật lý nên là còn nguyên series luôn. Anh em về việc bỏ sim nên là xài thôi, mình đã test sẵn ok rồi. Máy mới kem full box, hộp hành đầy đủ, cục sạc cáp có đầy đủ hết trong hộp nha anh em. Máy cực đẹp luôn. Tab Huawei 7, con này để em giá 1750, 1750 full box. Mình chỉ còn vài con nữa là hết rồi. Giờ này là mùa Covid là xem YouTube ở nhà cho con em mình ha. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung A30, A30 nha anh em. Con này nắp sau thay mới cho anh em. Màn hình 6,4 inch, RAM 332, pin 4.000. Máy thì bên gian mình cạo luôn, nguyên zin nha, con này nguyên zin. A30 bản VN 2 sim, máy cực đẹp. Chức năng full nha, màn đẹp, màn đẹp, có sao thay mới cho anh em rồi. A30 máy thì như clip mình quay. Con này để em giá 2,5 triệu nha, quá bèo, 2,5 triệu, kính sạc kèm đầy đủ. Tiếp theo là con Vivo i30, máy nguyên zin đẹp 98 trở lên, i30 nguyên zin đẹp 98 trở lên nha. Đó, kính keng này, lưng keng, màn hình 6.47 nè, RAM 428 nha nè, bộ nhớ 128 ha, pin 5.000, trâu bò luôn, 5.000 em xài thoải mái, khỏi sợ hết pin. Chức năng thì khỏi bàn ha, chức năng full, camera trong màn nha anh em. Thì dòng này camera trong màn. Đây. Rồi 428 kì. Chức năng hoạt động ok. Con này để em giá 2,9 triệu nha. 2,9 triệu nha nè. Cường lực kèm sạc đầy đủ hết ha. Rồi clip này sáng nay xin chấm dừng rồi. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Nhớ đăng ký kênh mình nha anh em để đón xem những clip mới từ kênh mình đang ra. Thân ái chào cả nhà, hẹn anh em clip ngày mai.